Sự nguy hiểm của nem chua. Theo các chuyên gia, nem chua tuy ngon nhưng nguy hiểm. Đặc biệt, bác sĩ cảnh báo nem chua rán là món ăn rất bẩn và độc hại. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đáng, nguyên Cục trưởng Vệ sinh An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho hay, bản thân nem chua vốn bổ dưỡng và là món ăn ngon hấp dẫn. Tuy nhiên, trong quá trình chế biến và bảo quản, món ăn này mang lại rất nhiều rủi ro cho người ăn. Ông phân tích, nem làm từ thính và thịt tươi, đa phần được làm thủ công. Trong quá trình chế biến, nếu không bảo đảm được vô trùng, món này rất dễ bị nhiễm bẩn, nhiễm khuẩn do nhiều nguồn khác nhau như bàn tay người sản xuất, dụng cụ, nơi sản xuất bẩn, không bảo đảm vệ sinh, các loại lá không sạch. Thính và thịt nếu để quá hạn và gặp môi trường ẩm cũng dễ tạo ra nấm mốc và vi khuẩn độc hại. Những vi khuẩn này có thể bị tiêu diệt khi đun nấu chín, song nem chua chỉ được làm chín bằng phương pháp lên men tự nhiên. Do đó không thể diệt được các vi khuẩn, virus gây bệnh và các ký sinh trùng đường ruột nên dễ trở thành nguyên nhân gây ra bệnh liên quan tới đường tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm tức thời. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Sửu, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật An toàn Vệ sinh Thực phẩm thuộc Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam khuyến cáo, nem chua rán là món ăn đường phố rất bẩn. Vì lợi nhuận, những người chế biến thực phẩm thường chỉ dùng nguyên liệu ôi thiêu, thậm chí là ngâm tẩm hóa chất trôi nổi trên thị trường để chế biến ra những chiếc nem rẻ nhất có thể. Ngoài ra, việc dùng dầu, mỡ chiên đi chiên lại nhiều lần còn gây biến chất vì tạo thành axit béo dạng xấu, không có lợi cho sức khỏe, gây đầy bụng khó tiêu, gây nguy hiểm cho người béo phì và bệnh tim. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đáng đặc biệt nhấn mạnh khi ăn nem chua, ít người chú ý đến hạn sử dụng, trong khi trên thị trường hiện nay có nhiều loại nem không nhãn mác, không ghi hạn sử dụng và có hạn dùng nhưng không có ngày sản xuất. Điều này rất nguy hại. Ông cho biết nem chua theo nguyên tắc phải có thời hạn, thường chỉ 3-7 ngày tùy loại nem. Trong nem chua quá hạn luôn tồn tại các loại vi khuẩn gây bệnh và các ký sinh trùng có hại. Tuy bị ức chế không hoạt động được nhưng chúng không chết mà sẽ sinh sôi nảy nở khi gặp điều kiện thuận lợi, gây bệnh nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. Trong đó có những loại độc tố nấm mốc, độc tố vi khuẩn có thể gây ung thư. Vẫn theo vị chuyên gia, đó là chưa kể tới việc nhiều nơi sản xuất nem còn dùng chất phụ gia như phẩm màu, men chua. Đây là những chất có thể ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Cũng không loại trừ các nơi sản xuất sử dụng nguyên liệu từ những con lợn bị bệnh để làm nem, tạo điều kiện cho các dịch bệnh như dịch tai xanh, dịch tiêu chảy cấp phát tán. Sán chui lên não vì nem. Về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Ngọc Ánh, giám đốc phòng khám chuyên khoa ký sinh trùng Sài Gòn cảnh báo, cũng chính vì nem chua chỉ là món thịt tái không được đun nấu kỹ càng nên người ăn rất dễ nhiễm sán dây lợn khi ăn phải thịt lợn gạo, là loại lợn trong cơ có chứa các nang ấu trùng sán. Bệnh chủ yếu gây triệu chứng đau bụng vùng rốn, rối loạn tiêu hóa nhẹ, dần dần thấy yếu mệt, chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, suy dinh dưỡng do sán chiếm dụng thức ăn, có thể gây thiếu máu. Tuy nhiên, triệu chứng chủ yếu là người bị bệnh thường xuyên có những cảm giác khó chịu bứt rứt do những đốt sán tự dụng ra ngoài ống tiêu hóa bất cứ lúc nào. Sán có thể gây tắc ruột hoặc bán tắc ruột. Bác sĩ thông tin, đáng lo nhất là khi người bệnh bị mắc bệnh ấu trùng sán lợn, tùy vào vị trí ký sinh, chúng gây ra những biến chứng khác nhau. Kén sán có thể trong ổ mắt, làm lồi, nhãn cầu, gây lác và nhìn đôi, đặc biệt làm bong võng mạc, gây giảm thị lực và có thể gây mù. Ấu trùng ký sinh ở cơ tim gây rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng tới van tim, tiến tới suy tim. Riêng ở não, tùy từng giai đoạn phát triển của kén mà mức độ biểu hiện thần kinh khác nhau như nhức đầu, động kinh, rối loạn tâm thần, rối loạn thị giác và giảm trí nhớ. Các trường hợp nặng có thể dẫn tới tử vong. Bác sĩ cho biết thêm những trường hợp mắc ấu trùng sán lá lợn như trên không phải là hiếm gặp. Vì thế, những người có thói quen ăn nem chua hay có biểu hiện đau đầu, giảm trí nhớ, động kinh, liệt nửa người hoặc có u dưới da cần đi khám chuyên khoa để phát hiện sớm bệnh ấu trùng sán lợn. Theo các chuyên gia, bạn nên chọn các cơ sở cung cấp nem chua đáng tin cậy về nguồn gốc, quá trình chế biến và hạn sử dụng. Tốt nhất nên hạn chế ăn món này cũng như các thực phẩm tái khác.